Hai tuần 15 thường niên. Lời Chúa: ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Hiến luật điều 58, triệt 2, thái độ đon đả của mẹ kêu mời chúng ta sống tinh thần tiếp đón và thăm viếng. Suy niệm: Chúa Giêsu khẳng định về chiều kích tương quan hàng dọc với Thiên Chúa dựa trên tương quan đức ái với đồng loại. Khi chúng ta làm điều gì cho anh em là chúng ta đang làm cho chính Chúa Giêsu và cũng đồng thời đang làm cho Chúa Cha. Việc bác ái dù nhỏ nhất nhưng luôn có giá trị cứu độ. Thiên Chúa sẽ trả lẽ cho chúng ta trong nước của Ngài bằng với những gì chúng ta đã trao tặng cho tha nhân. Dù chỉ là một sự đón tiếp người khác cũng là đón tiếp Thiên Chúa và sẽ được Thiên Chúa ghi nhận. Thiên Chúa không quan trọng sự đón tiếp của chúng ta phải có sự chuẩn bị đầy đủ, chỉnh chu hay mất nhiều công sức. Ngài chỉ muốn con người đón nhận nhau và dành cho nhau sự yêu thương, tình bằng hữu và tình người. Đón tiếp người khác quan trọng ở thái độ và sự thấu hiểu. Quan trọng của việc đón tiếp là dành thời gian cho người khác. Biết sống tương quan đức ái với tha nhân, giúp đỡ nhau vì lòng mến Chúa và yêu đồng loại. Đó là giá trị mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thực hành trong cuộc sống của mình. Là con Đức Mẹ vô nhiễm, Hiến luật điều 58, triệt 2 nhắc nhở chị em sống tinh thần tiếp đón và thăm viếng. Mỗi người ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình trong việc thực thi việc bác ái yêu thương qua sự tiếp đón nồng hậu những người đến với mình và thăm viếng những ai không có cơ hội đến với chúng ta. Nhờ đó, mỗi chị em được trở nên chứng tá của tình yêu Chúa cho anh chị em đồng loại. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống, chị em quyết tâm đón tiếp những ai đến với mình hôm nay bằng thái độ vui tươi, sẵn sàng và niềm nở.